Đúng rồi, đúng rồi, đây là làng ở chuồng anh em nhé, nếu mà cùng ma nó có sở súng rồi anh em. Em gái kia coi, ôi không mặc gì luôn con mẹ. Chụp hình selfie được rồi đấy. Cái đéo gì đấy, mẹ xe có dông mà. Con mẹ. Ok, và lần này trong ánh trăng chiều tà, và bây giờ là bao nhiêu giờ rồi? 03 giờ rồi anh em ạ, mai đi ngủ rồi, chúng ta sẽ rời đi. Chúng ta sẽ cùng thanh niên travel rời đi với con cào cào này, bộ quần áo này và túi tiền rủng rỉnh đầy 16 triệu đô. Thì chúng ta sẽ cùng travel phượt trên những cung đường GTA. Ở đây là phiên bản Việt Sup và không có một cái mod nào cả. Tôi phải đi bằng chính con xe cào cào mượn này của tôi anh em nhé. Dạ, và tôi sẽ đi tới địa điểm đầu tiên. Đó chính là... ở đâu gần nhờ? Đúng rồi, khởi đầu ngay gần nhà đi anh em ạ. Khởi đầu gần nhà đi. Và với con cào cào này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta sẽ đi đường chim bay anh em nhé. Cào cào và những chiếc xe địa hình, chúng ta sẽ có thể đi đường chim bay và không cần phải đi đường lộ. Ôi má, anh em vừa nghe tiếng con sư tử anh em ạ. Như anh em đã biết thì lần trước mẹ tôi đứng, khi tôi đứng đợi dông lên thì mẹ tôi thành dông mẹ luôn, cắn chết mẹ tôi luôn. Lần trước anh em nào có xem thì chắc chắn là biết chiếc xe địa hình 4 bánh của tôi, mẹ 4 cái bánh bự hơn 4 cái mặt của tôi nữa. Tôi cần đi nhờ, đây, anh. Còn lên em. Oh yeah, baby. Anh có thể đưa tôi đến đỉnh đầu VC Quốc được không? Cạnh biển hiệu. Không em nha. Ôi may quá, may đến ngã ba có một cái em nào cũng may da trắng nhất anh em mà. Mẹ gái quê lúc nào cũng ngon anh em mà. Ôi con mẹ, má đi nhờ mà đi xa vậy. Ôi, coi như là cùng mình đi du lịch một chút đi. Đây là địa điểm đầu tiên chúng ta sẽ tới, và một người đồng hành bất tất chỉ của chúng ta là một em gái ở đây, có một người bạn trai ở đài VC Quốc. VC Quốc được lấy cảm hứng từ Hollywood ở bên ngoài của chúng ta ha. Ok, và đây, tôi không biết vô tình hay là cố ý, em im cái mồm em dùm được không? Ôi má, nó căng quá, giờ làm sao mình giới thiệu được đây, con mẹ. Rồi, anh đứng đây nha, ừ. Ok, chúng ta cùng quay trở lại với cái điều bí ẩn, má tôi đếm nhìn cười được ạ. Với cái điều bí ẩn gần nhà travel Philip nhất, không biết vô tình hay là cố ý, những nhà coi như là sản xuất cái game này họ đặt nhà sát nhân gần với nhà Philip. Và khu này anh em biết rồi, Philip là travel Philip một người như thế nào, hắn là một tay máu mặt, một tay giết người không gớm tay, có thể gọi là sát nhân hàng loạt luôn ấy. Và nhà có tên này cũng gần nhà hắn, và tên này có một cái tên rất là oai, đó chính là sát nhân vô cực. Tên sát nhân đẹp giải kêu luôn đẹp. Mẹ, anh em phá hỏng cái buổi coi như là hướng dẫn viên du lịch của anh đấy. Chúng ta sẽ đưa em về, chúng ta tìm hiểu chuyện một người nói một người phải nghe, đừng hai người nói em hiểu không? Câm mồm lại, ok. Anh em có nhìn thấy chơi cái cửa không? Đó chính là kinh nghiệm của Hugo anh em nhá. Khi mà hắn giết một người im con mẹ cái mồm em đi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Chúng ta quay lại với sát nhân vô cực, không quên được mấy các em có tâm hồn vô cực kia đi nhá. Ừ. Ok, và đây là nhà cũ của hắn đã bị thiêu cháy rồi, cũng ở gần nhà của Travel luôn, không biết là có bạn bè gì không. Thật ra thì anh em có thể tìm kiếm 8 cái xác mà hắn đã giết, cuộn ni lông lại quăng xuống hồ Prerito. 8 cái xác, anh em hoàn toàn có thể lặn xuống và tìm những cái xác này. Trong nhà thì có hình như là mặt của nó đúng không, hình như là mặt của hắn đúng không? Đúng rồi, có thể là mặt của hắn, một tay đầu chọc bên, nhưng mà nhìn rất là bậm trợn. Ngôi nhà này đã bị cháy rồi, và có tổng cộng 8 địa điểm mà anh em phải tìm kiếm từ cái bản đồ chỉ dẫn ở tôi cũng không biết nói như thế nào. Đây nè, đấy anh em có thể nhìn các
Các người chơi trên toàn thế giới đã giải mã ra và tìm được 8 vị trí. Những vị trí này có khắc tên những người bị giết trên những cái bia đá của tên này. Tên này đã bị bắt rồi. Nhà của hắn đã bị thiêu rụi rồi. Và nhà hắn gần nhà tôi, có thể là cố ý. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà nhà phát triển đã đặt Trevor Phillips gần nhà với tay sát nhân vô cực này. Hình như địa điểm đầu tiên là ở ngoài hồ bên này nè. Sát nhân vô cực anh em nhá, chứ không phải là mấy em gái tâm hồn vô cực anh em nhá. Anh em tập trung vào coi như là mấy chuyến du lịch đi. Và nếu anh em nào có quan tâm thì tôi sẽ post lên cái bản đồ đầy đủ 8 manh mối, và anh em chỉ cần tới thôi, không cần phải giải mã tìm kiếm gì cả, tới và đọc những cái dòng chữ ở đấy thôi. Bây giờ thì mấy sát nhân vô cực luôn mà là mất tâm hồn vô cực tôi mẹ rồi. Thôi chúng ta sẽ tiến tới cái địa điểm tiếp theo, đó chính là ok, tôi nghĩ là chúng ta sẽ đi tới đây. Trên thẳng đường đi về luôn. Tiếp tục trên con đường phượt thủ anh em nhé, không phải là cái kia thủ nhá. Ừ. Không phải là bất cứ cái gì thủ cả, phượt thủ anh em nhé. Travel phượt thủ. Chúng ta sẽ hoàn thành cốt truyện 100%, và khi anh em hoàn thành cốt truyện 100% thì anh em sẽ mở được 4 UFO. Đó là cái thông tin thêm, và trong video này dĩ nhiên chúng ta sẽ không có UFO, tại vì 4 UFO đó như nhãn trên mạng rồi, rất là nhiều luôn ý. Và UFO là đề tài mà nhà làm game này họ đưa vào nhiều nhất, tận 4 cái, 3 cái ở trên đất liền, à trên không mới đúng chứ, và 1 cái ở dưới đáy biển. Đây, địa điểm của chúng ta ở phía trước đây, ngay một cái mỏ. Đây, đi đâu cũng vậy anh em nhé, dựng xe đàng hoàng. Nice. Một cái hầm mỏ được nhiều người chơi trên toàn thế giới họ nói là hầm mỏ này bị ma ám. Và từ những phiên bản đầu tiên của GTA 5 trên Xbox, người chơi chỉ có thể đi ngang qua thôi và ngắm nhìn hầm mỏ từ bên ngoài, nhưng hoàn toàn không thể nào vào bên trong. Ở phần tiếp theo được phát hành trên PC từ thời PS4 đấy, thì người chơi mới có thể bắt đầu đi vào bên trong. Thậm chí anh em còn đi vào không được nữa nè. Đấy. Nhưng mà để đi vào anh em phải phá nó ra anh em nhé. Anh em phải phá nó ra bằng cách đặt bom hoặc cái gì có chất nổ là được. Đừng có tự hủy như tôi lần trước là được. Truy thủ quan. Được rồi, tốt nhất thì anh em nên sắm cho mình một cái cây súng có gắn phụ kiện đèn pin, vì trong hầm này thật sự rất tối, mẹ tối luôn ấy, đừng nói tối hơn tương lai của Google luôn ấy nên. Rồi, vào thôi. Mấy cây súng tôi nó không có đèn pin anh em ạ. Đấy, 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 anh em đi. Đấy, anh em đi tới đây thôi là anh em đã coi như là có cái âm thanh nó tách biệt với hẳn với thế giới bên ngoài luôn rồi. Đấy, thấy gì không, bắt đầu đi tới đây là bắt đầu có màn sương xuống rồi đấy. À ok, mày hy vọng là đừng có gì. Ôi hết mẹ hồn rồi, má tôi tưởng người đứng đây à. Má tại mình yếu vía hơn hay tưởng tượng ra với ba vẫn. Không có gì anh em nhá, không có gì anh em nhá. Lý do tôi lấy travel là một cái phượt thủ và định danh cho nó, định hướng cho nó trở thành một cái phượt thủ, tại vì nó gan góc đéo sợ ai, giết được gấm tay, kẻ sát nhân hàng loạt, kẻ điên cuồng, kẻ lập dị. Nó sẽ không sợ cái gì hết, cho nên là đồ má đéo cái gì làm trên mùa nó sợ được đâu, cái đéo gì đấy. Súng của tôi đấy có đèn mới nhục chứ, ma nó có sợ súng không anh em? Tôi nghĩ là chuyện tâm linh đéo đùa được đâu. Cái gì đấy, một cái xác anh em ạ. À, một cái xác. Đây là ngã ba đầu tiên của cái hang hầm mỏ này, và chúng ta phát hiện một cái xác. Và cho anh em thêm một cái thông tin, đây là cái xác của Isaac. Isaac là một đạo diễn làm phim hoạt hình nổi tiếng của thế kỷ trước. Ông ta chết vào năm 1940 và cái xác vẫn nằm ở đây. Có điều kỳ lạ là anh em có vừa nghe cái tiếng gì không? Tôi cho âm thanh lớn tiếng nha anh em nhé. Ông ta chết vào năm 1940 của thế kỷ trước, nhưng mà anh em thấy trang phục quần áo này nọ vẫn rất là còn mới, thậm chí nếu mà chết từ những ngày đấy thì cái má nhìn ghê quá ạ. Chết từ những ngày đấy thì chỉ còn bộ xương thôi mới đúng. Má lại cái tiếng đéo gì đấy. Và nếu mà anh em nhìn quá lâu vào mặt của Isaac, tôi cho anh em nhìn nữa người thứ nhất. Ngồi xuống,
nếu anh em nhìn quá lâu vào mặt của Isaac thì có một cái chuyện xảy ra rất là kinh khủng. Mặt của ông ta hơi bị biến dạng một chút, anh em thấy không? Anh em chỉ cần nhìn lâu một chút thôi là liệu có cái gì xảy ra nha. Ok, dĩ nhiên rồi, đây là một cái tựa game, không phải là một tựa game kinh dị anh em nhé. Anh em đừng trông chờ vào những cái điều mà có con ma ra hù hay là cái gì đấy. Dạ, mặc dù luôn á, không có ma ra hù nhưng mà nữa tôi vẫn chắc thì mấy chắc đi chơi Hobbit Tom vậy thật sự luôn ấy. Này chắc rất là nhiều luôn ạ. Tôi nghĩ là đằng kia chứ đéo có đường gì đi đâu, má kia tối lắm ạ. Anh em sẽ đi vào một cái đường hầm, cuộc đời anh em như một cái đường hầm gì đấy. Nó tối đen à, nhưng mà anh em cứ cố gắng đi tiếp rồi sẽ thành công thôi, rồi sẽ có ánh sáng nơi cuối đường hầm thôi. Kéo theo là đúng một tiếng ầm ầm tàu hỏa. Ok. Được rồi. Tôi sẽ dùng cái xe nha, dùng cái xe có đèn nha. Súng tôi không có đèn nhưng mà xe tôi có đèn đúng không? Má hy vọng là đủ má, ở ngoài hầm không có hàng Alibaba nè anh em nhé. Anh em biết Alibaba không? Má vô nhà người ta dắt xe đạp ra đấy. Má đẹp vắng vẻ rồi, đủ má giờ mấy bây giờ? Má 12 giờ, giờ âm anh em ạ. Chúng ta sẽ soi cái xác kỹ hơn một chút. Đào lên xe bật cái mẹ đèn lên. Không được anh em ạ, không được. Dè chút. Ủa sao vậy? Rồi, tôi sẽ dùng xe này luôn. Má tôi định lấy xe mở lại. Và anh em có thấy cuốn phim đấy, má tự tắt đèn đấy. Đấy. Lên. Má tôi thề với anh em là tôi đéo tắt ngay. Anh thấy cuốn phim ở phía dưới chân ông ta là đạo diễn làm phim thì dĩ nhiên có một cuốn phim ở đây và tôi không biết có chuyện gì xảy ra, có thể là giành giật phim ảnh hay là kịch bản gì đấy. Nhưng mà ông ta đã chết trong đây. Được rồi, mẹ tôi sẽ làm liều một chút là... Mẹ mặc dù làm chuyện này với một cái xác chết thì mình nó không hay một chút xíu nào cả nhưng mà... Thôi, ta trở tới đây rồi tôi test một chút nữa. Như thật luôn anh em ạ, à. Khi mà bắn lão thì nó sẽ nhìn mình. Và thậm chí ở đây nó còn ra máu nữa anh em nhé. Một cái xác chết từ năm 1940 có thể ra máu ở thời điểm này 2013, nơi mà thời điểm mà GTA 5 ra đời. Không thể nào có chuyện xác còn máu được. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Tôi có em lại anh sắc. Em lỡ dài cho em ngu, anh bỏ qua cho em nha. Em xin lỗi anh một lần và mãi mãi. Em đi ra khỏi đây ngay lập tức. Và một vài thông tin cho anh em nào muốn khám phá, tự mình khám phá, đó chính là anh em chỉ cần bật lớn tai phone, anh em đứng yên một chỗ ở chỗ Isaac. Sau đó anh em đứng lại thì anh em sẽ nghe tiếng bước chân của anh em. À không, tiếng bước chân của một ai đó. Đấy. Tạm rời xa, chúng ta nên tạm rời xa những cái điều mà nó quá éo le, nó quá khắc nghiệt kia. Chúng ta sẽ đến với những điều thú vị và vui vẻ hơn nhiều, những cái điều tâm linh huyền bí kia nhá. Chúng mà nơi núi non là những cái nơi mà có những điều mà cái chuyện không ngờ mới xảy ra. Mời anh em cùng tôi và Trevor vượt tới Los Santos. Thật ra vượt lên thành phố nếu có gì vui, nhưng mà ở đầu Rock Fork có một cái địa điểm cũng khá là vui vẻ một chút. Điều mà anh em chỉ có thấy độc nhất vô nhị ở đấy thôi. Đấy, cũng liên quan tới ma luôn nhưng mà nó không ghê rợn ở đây mà. Đố anh em là gì? Ồ, hai anh niên kia gì đấy? Xe hư à? À không, đang coi dán gỗ thôi. Lấy cái này chắc chặn sạt lở nè. Ta xây cái này để chặn sạt lở nè. Đây có hai tay kỹ sư. Yeah, chúng ta đã lên phố rồi anh em ạ. Đây, ngay đại lộ coi như là Vinci World Downtown. Đây là tập mà tôi sẽ hướng dẫn chỉ cho anh em những chỗ tôi vượt qua và vị trí cụ thể luôn nó nằm ở đâu. Hồi nãy là cái chỗ cái hang động bí ẩn đúng không? Nó nằm ngay đây. Chỗ Great Champa Gra. Đây, anh em có thể nhìn bản đồ ở đây nha. Tôi sẽ zoom từ từ và từ từ lại rất là kỹ càng cho anh em có thể xem. Là hang động hồi nãy nha. Và ở đây tôi sẽ làm một cái series, một cái tập này, những nơi thú vị và nơi tìm ra chúng. Ở đây có một cái quảng cáo cosplay bằng người thật luôn này. Cũng liên quan, ta là xác sống.
sẽ xong nghe điện thoại à? Xin lỗi mẹ, no. Đây một nghề con được trả lương. Đóng vai zombie, đây là cosplay zombie anh em nhé. Rất là thú vị. Hey. Ok. Excuse me. Ờ không sao, cứ tiếp tục cái việc của anh đi. Làm tiếp đi, hù tôi nào. Kinh phai luyện à ba, kinh quá hơn cả thằng kia chết nha. Chào anh em. Thằng để Ryan sau khi nó chết. Ủa để nào? Tôi rất tiếc về điều đó. Này em đéo biết tôi đang nói gì luôn à. Tôi mừng vì nó chết, đừng tiếc, tôi mừng vì nó chết. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. GTA đã coi như là khắc họa một cái nhân vật phải đi làm bán thời gian sau khi tốt nghiệp ở trường. Tuyệt vời. Mẹ của cái thằng sinh viên bán thời gian rất là khá là tội, mẹ vừa đáng tội vừa đáng thương à. Con xe nhìn ngon quá nhỉ. Nhưng mà không, chúng ta đem đi phượt cái này mà, đéo phải đi đem đi ăn cắp. À đéo phải đem đi mượn nhỉ. Và chúng ta sẽ tiến thẳng ra bờ biển của Sanaret. Anh em chắc đi ngang qua nhiều lần ở cái bờ biển này, hoặc là đi ngang qua cái đại lộ hồi nãy rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà chắc chắn anh em, nhiều anh em ở đây không biết được có con zombie ở đấy, đang hóa trang zombie đúng không? Hoặc là khi anh em đi biển, cái nơi mà tôi sắp tới này, đi qua đi lại, đi ngang đi dọc rất là nhiều lần nhưng vẫn không để ý đến một thứ. Thật sự thì khi mà làm nhiệm vụ chính thì trong thành phố Los Santos này nó quá là nhàm chán và quá là thân thuộc. Nhìn những cung đường tôi cảm thấy chán rồi, tôi muốn đi phượt ở một nơi nào đó rất là xa, giống như là nơi đồi núi hồi nãy. Thấy này có thấy cảm giác giống tôi không? Where is this? Đâu rồi? À, cái vui bên chân anh đã, xin lỗi anh nha. Nhưng mà anh đứng dậy cho em hỏi cái tượng đây nằm đi đâu rồi? Okay. Cái tượng ngay chỗ này có thằng đứng làm tượng đây, nó đi đâu rồi? Ơi, sao đi? Người ta hỏi đàng hoàng mà. Ok, và tôi sẽ... ở đây đéo có rồi anh em à. Tôi... Cái gì? Cái gì? Ở đây có một sẽ có một bức tượng bằng xi măng anh em nhé, bằng xi măng. Nhưng mà giống như những cái tượng ở phố đi bộ, cái nơi công viên đông người, họ những nghệ nhân họ làm tượng đứng ở đó hàng giờ đồng hồ, có thể là cả ngày trời luôn ấy. Đấy. Thì ở đây cũng có một bức tượng như thế và anh em chỉ súng vào nó thì bức tượng nó chạy à. Mà nhưng mà tôi không biết tại sao nó không có bức tượng đó, chút tôi quay lại sau. Tôi nghĩ là chút nữa tôi quay lại sau. Và bức tượng nó sẽ nằm ở đây. Anh em có thể tới đây và hoàn toàn tìm thấy được bức tượng nghệ nhân đứng giả làm tượng. Rồi rồi, chúng ta sẽ đền cho anh em, để đền cho anh em. Tôi sẽ tới một cái nơi, bây giờ cũng chập chạng chiều rồi. Đúng là những cái thời điểm thú vị để mà tới cái nơi này. Một nơi mà ác hẳn là hot. Hot theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen trong tập hôm nay nhá. Ok. Thôi, ok, để đền cho anh em. Chúng ta sẽ tới với... Tôi nói bảo đảm đền là đền, anh em cứ yên tâm nha. Sorry. Ôi, đây cái tay to của anh em nhá. Đấy, anh em nhìn hai bên đường, chúng ta sẽ đi vào một cái khu phố coi như là toàn biệt thự biệt lập thôi. Toàn biệt thự thôi. Đây chính là địa điểm của chúng ta. Đây, anh em thấy một cái vị trí ở đây, nhớ nhá. Nằm bên tay phải. Xin chào mừng quý bạn và các vị đến với ngôi biệt thự 200 triệu đô của Hugh Hefner, được đánh giá vào năm 2016 và ông ta qua đời vào năm 2017. Hefner là ai? Hefner là người đã sáng lập ra đế chế Playboy, và đây là biệt thự được làm mô tả y như thật bên ngoài, với cái phong cách chủ đạo đó chính là hưởng lạc. Và đây là biệt thự của ông ấy. Chúng ta sẽ đi dạo quanh biệt thự một vòng. Phía sân trước thì chẳng có gì đâu, phía sân sau thì tập trung toàn, nhất là những buổi chiều tối bạc ti. Các cô gái này sẽ ở đây và được hưởng cái mức lương
vào mỗi thứ sáu hàng tuần đó là $1,000 và ngày đầu năm thì được hưởng $2,000 và các dịp lễ. Nhưng mà Valentine thì hơi lạ một chút là chủ nhân chính là Harry Potter đây chỉ tặng cho các cô gái quà thôi em nhé. Quà đó chính là đồ chơi mang thương hiệu Playboy. Với cái diện tích là 1,848 m² thì City đã tái hiện lại rất là nhiều, và có thể nói là chính xác sân vườn khung cảnh của cái Playboy Man này. Playboy Man, chính xác là Playboy Man. Khi ông ta thành lập được đế chế Playboy, ông ta từng tuyên bố là đã ngủ trên 1,000 người mẫu anh em nhá. Không phải là cô gái mà là 1,000 người mẫu. Chắc lại một lần nữa, kinh khủng. Những người mẫu ở đây tới với ông già này, tới với anh chàng này. Thứ nhất là vì tiền, thứ hai là vì danh tiếng. Chỉ nhiên ngủ với một cái người ở với một cái người đàn ông có danh có tiếng thì dĩ nhiên là sẽ có danh có tiếng, đặc biệt là ông ta làm trong một cái tạp chí mình có thể lăng xê cô gái này lên bất cứ lúc nào. Kia là thiên đường của ông ấy xây dựng dành riêng cho những cái buổi mà thoát loạn, rất là đông người tới party luôn. Em mà mẹ tôi mặc cái đồ này hơi bị kỳ tại vì do người ta mặc đồ bơi hết em mà. Đấy, biệt thự Playboy theo chủ nghĩa hướng lạc, màu hồng đàng hoàng, đàn rất RGB luôn. Kia là một cái ốc đảo nho nhỏ, bên trong là, nếu tôi nhớ không lầm, một cái hồ bơi trong đấy. Để các em gái coi như là vào đấy tắm tiền đấy. Ôi, em gái kia kêu, ôi, không mặc gì luôn, con mẹ. Nó đế cho mình chụp hình lên đây mà. Ôi, xin lỗi rồi cơ mà, con mẹ. Xin lỗi rồi mà. Để dùng súng rồi anh em nhá, dùng súng trước đây là mấy em gái thì chạy, tôi nể mấy em gái thôi. Chứ súng anh một kho đây rồi, ngay cả luôn mấy cái súng chính giữa của anh nữa. Khẩu phần ăn của mỗi cô gái ở đây là mỗi khẩu phần ăn riêng biệt, tiền nối tóc, tiền làm móng, các thứ được coi như là được trả riêng, chu cấp thêm mỗi quý. Và còn cái điều nữa, nếu mà không các cô gái không chịu lên giường với ông ta, chưa lên giường ông ta hoặc không chịu lên giường với ông ta thì các cô gái phải lên giường ngủ vào lúc 21 giờ, đi ra ngoài phải có vệ sĩ, không được phép đi ra ngoài không có vệ sĩ, và điện thoại lúc nào cũng phải bị giám sát. À, ok, mưa rồi anh em ạ. Rất khoai, rất éo le cuộc tình, vừa định chụp hình. Ok, mời anh em chiêm ngưỡng cái biệt thự Playboy của ông ta, đây là sảnh chính và cũng là nơi ông ta tổ chức những cái buổi party ngoài trời. Ông ta chết vào năm 2017 rất là tiếc, và ông ta bán ngôi nhà này cho hàng xóm của ông ta được định giá là $200 triệu. Nên nhớ, $200 triệu vào được định danh vào năm 2016. Ông ta chết vì bệnh HIV, ung thư máu, nhiễm trùng máu. Số tiền thu về lần đầu tiên xuất bản, ông ta trả hết toàn bộ chi phí cho 45 nhà đầu tư, kể cả mẹ ông ta trong đấy cũng là một nhà đầu tư của ông ấy. Lần đầu tiên trả hết nợ luôn, và số tiền kinh doanh rất khủng. Mẹ làm thế nào mà đụng với tôi vào đây ngắm gái chứ, vào đây trời mưa đâu à, mấy cái số nhỏ quá. Vào cuối stream lần này tôi sẽ quay lại một lần nữa, còn bây giờ thì tôi không thể đâu, nó dầm mưa quá như một thằng khùng ở đây mình đéo một con gái nào ạ. Con xe của tôi đây rồi, mẹ chú vẫn còn đứng đây, mẹ con có thằng Alibaba nào quanh đây cả. Đúng rồi, đúng rồi, quanh đây toàn là dân nhà giàu, ai mà thèm đi lấy cái xe rẻ của tôi chứ. Ok, và điều tuyệt vời nhất chúng tôi có thể làm buổi tối ngày hôm nay đó chính là mời anh em tới một cái địa điểm khác, khác biệt. Tụi mắt khác biệt quá, hình như nó đéo mất trên bản đồ luôn hay sao. Cái chấm nó ở đâu nhỉ? Where is... Hình như ở đây này, tôi nhớ không làm như thế này. Rồi, mời 500 anh em giỏi theo màn hình và cùng tôi bay tới cái địa điểm bí ẩn tiếp theo, địa điểm thú vị tiếp theo. Người dân ở đây tôi bật mí là họ sinh sống rất là kỳ lạ, họ kiểu như là trong rừng mới ra, hoặc là một cái khu biệt lập của những người giống nhau, một cái yếu tố gì đấy tôi không biết, nhưng mà họ sống biệt lập anh em ạ. Đây, tôi vừa bay vào một cái khu được coi như là tách biệt với thế giới bên ngoài bằng những cái đụng hàng rào gỗ có vẻ là đéo chắc chắn lắm. Để anh em nghe tiếng chưa? Đấy, anh em thấy gì không? Đấy, bọn nó ăn mặc bất
cười thật sự luôn ấy. Ở phía sau lưng bà ta còn có một cái con dao nữa kìa, cái giống như là bà ta đang trong cái thời kỳ sinh tồn ấy anh em ạ. Người trong làng cũng có cái làng này lạ lắm nè, nó kìa, như làng nướng thôn á. Tôi sẽ bay lên đỉnh để cho anh em dễ xem hơn. Oh no, tôi không muốn đi thẳng vào đấy đâu, đáp thẳng xuống dưới là chết liền luôn. Thôi rồi, tôi sẽ cố gắng cút bộ lên cái tháp anten trên kia. Anh em thấy cái làng dưới không? Để tôi xem có ai không, đừng có sao tới có ai nha. Bình thường hay có người lắm. Đây có cả lính ghét này anh em thấy không? Má nhìn một nữ má nhưng mà thất bại rồi. Đéo mặc quần anh em ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đây là làng ở chuồng anh em nhá, đéo mặc quần. À đâu, đúng á, chỉ có thằng đấy đéo mặc quần thôi. Nếu mà tôi đồ xét nguyên cái làng này sao? Đấy anh em thấy họ có cái gì đấy giống giống nhau, như tóc màu giống nhau đúng không? Đúng rồi, tóc ai cũng màu bạc anh em ạ. Đúng rồi, đều giống nhau của những thằng này đó, phải mặc là đủ mấy hổng thằng nào mặc quần nhưng mà nó giống nhau ở cái tóc màu bạc. Nó tách biệt mà có cái hàng rào nữa. Có hàng rào lính canh được cái thứ này. Những người ở đây họ đều tóc bạc cả. Trời ơi, nếu mà tôi không giết những người này, tôi xuống dưới họ có bắn tôi không ta? Ôi bắn anh em ạ, cô mẹ. Có tiếng nhạc cất lên không? Anh em có nghe cái tiếng giống như tôi đang nghe đấy, nghe không? Héo mẹ, tôi đã nghe được một cái tiếng nó rất là quen thuộc rồi. Tiếng con xe cấp cứu. Mẹ thằng kia còn đéo mặc quần nữa. Ví dụ như là ở chân núi, anh em biết rằng khi mà anh em đi du lịch quanh cái chiêu lát này, thật ra thì chiêu lát là một cái nữa. Mẹ là những cung đường quen thuộc đó. Má, tôi đéo hợp với máy bay anh em ạ, tôi chỉ hợp với mấy cái xe rồi, mới va vẫn trên đường thôi. Ôi, mới có 3-4 chấm đỏ lần kia thôi anh em ạ. Má lại nhiều chuyện tới với anh em nhé. Cái đéo gì? Đừng làm thế, tránh xa cái cặp ra. Ôi, mấy này bị tai nạn giao thông anh em ạ. Tránh xa cái cặp ra hả? Ôi, 25.000 á. Ôi. Chết la liệt luôn ạ. 25.000 đô giờ chết hết rồi, tiền của ai? Tiền của ai? Ở trên cái đồi chiêu la này có rất là nhiều những cái bộ phim được vay mượn luôn ấy. Ủa cái đéo gì đây? Nó biết là không có chuyện. Cái đéo gì đây? Cái đéo gì đây? 25.000 đô thôi mà, làm gì căng vậy nào? Nào, chúng ta có thể nói chuyện được nha. Con bé! I'm sending one out right now. Thật sự. Nè, con mẹ em xin lỗi. Đứng lên nhanh. Phải chui ra nữa nè. Ủa sao tôi? Ê, taxi lại đây con mẹ. Tôi điện taxi tới đủ nó đi tự chạy à. Chulat này là khu mà coi như là khu bí ẩn ha, khu bí ẩn mà anh em có thể hoàn toàn tìm thấy những cái điều bí ẩn ở xung quanh khu Chulat này. Thứ hai là ngọn núi Chulat, đây là khu bảo tồn Chulat ha.
Chula chứ mà Chula anh em. Và đây là ngọn núi. Trên núi này chắc chắn có rất 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 nhiều điều bí ẩn. Chắc chắn với anh em luôn. Đấy. Ở dưới cái khu mà cái khu người người tóc bạc hồi nãy có cái hang rất là lạ. Anh thấy không? Họ có thể là đang tôn thờ một cái vị thần của đụng mặt trời hay gì đó. Đây chắc là nơi đụng để họ tới. Đây là có thể là hình mặt trời. Đây là đụng hình bông hoa. Đây là cái gì vậy? Đây là lại là một hình mặt trời khác nhưng màu đỏ. Ở trên kia có chữ Give a Thank không? Rakim. Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt. Có thể là đôi mắt còn muốn ám chỉ là đây. Đấy là một cái hang động ở phía dưới một cái làng hồi nãy tôi đồ sát cái làng tóc bạc ấy. Đấy là tất cả những gì mà cái địa bí ẩn của cái khu Chulat này. Gồm hai bộ phim và một cái làng bí ẩn cộng với cái hang động. Một bộ phim thứ nhất thì anh em thấy rồi, một bộ phim đó là phim đủ máy Benit nó bắn tôi chết 25.000 đấy. Còn bộ phim nữa mà tôi vừa mới quảng cáo với anh em vào lúc 21 giờ hàng ngày thì mãi giống như là giờ tôi stream này thì nó sẽ đổ. Có hai cô gái nhảy xuống vực á. Cái vực nó nằm ở đây nè. Đây này. Đây là cái đường mà này đây là cái đường mà hai cô gái sẽ nhảy thẳng chạy xe từ đây. Đi thẳng lên đâm thẳng xuống vực. Nếu mà anh em quan sát bằng máy bay trực thăng mới thấy. Ok và chúng ta sẽ tới một cái địa điểm tiếp theo ha. Cũng là địa điểm cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu trong game ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi cáp treo. Theo cái đường cáp treo lên tới núi Chulat. Đây là một cái bí ẩn lớn nhất trong GTA chưa có lời giải đáp. Mặc dù rất nhiều người biết và nó không phải là một cái nơi khó tìm kiếm, nhưng mà vẫn chưa có một cái lời giải đáp. Đó là một cái chuỗi ký tự mà nhà làm game muốn đưa vào. Rồi rồi, anh em đã từng nghe tới cái thế lực, một cái thế lực trong thế giới chúng ta, đó chính là Illuminati chưa? Một cái thế lực có hình kim tự tháp, phía trên kim tự tháp là hình một con mắt. Anh em có thể tìm hiểu thêm trên Google, đó là về huyền bí, chính trị, tôn giáo và cả nghệ thuật nữa, rất nhiều thứ. Illuminati. Đây là một nơi rất dễ tìm kiếm và có thể là nhà làm game muốn cho các game thủ tìm kiếm bằng cách xây các cáp treo thẳng ở đây luôn, từ đây qua đây luôn. Và đây là một cái cáp treo duy nhất trong tựa game này. Và đây là bản mã của chúng ta, tôi sẽ để góc nhìn thứ nhất. Đấy, hình con mắt ở phía trên và đó là cái kim tự tháp. Anh em thấy một cái kim tự tháp ở dưới không? Có hình con mắt ở phía trên, kiểu như Illuminati á. Từ phía con mắt xuống là một cái trứng được nứt ra. Bên trái là một cái đĩa bay người ngoài hành tinh. Bên phải là một con người với cái có thể là một cái phương tiện di chuyển. Có thể là một cái phương tiện di chuyển gì đấy. Gần hơn một chút nữa ở đây là hình một dấu ít. Dấu ít và dấu ít có tổng cộng 5 dấu ít. Anh em biết kim tự tháp không? Nó xây trên đường thẳng của chùm sao Lyra hoặc là trên đường của đường xích đạo hay gì đấy. Nhưng mà nó đều xây trên một cái đường thẳng. Và bí ẩn về kim tự tháp thì tới nay vẫn còn rất là nhiều điều xoay quanh về nó. Nó có thể là một cái trụ anten để bắt sóng với người ngoài hành tinh. Đấy, biết đâu được. Đây là một cái bẩn mà tôi đã chụp hình rồi, tôi sẽ post trên fanpage. Và anh em nào mê về cái lĩnh vực mà giải mã, khám phá bí ẩn thì có thể lên fanpage để đăng cái hình này về ha. Nhân tiện thì đây là nơi cao nhất của GTA chúng ta, ngọn núi cao nhất trong GTA. Chúng ta có thể dùng $1 để nhìn về phía thành phố Los Santos. Chính giữa của chúng ta chính là cái tòa nhà cao nhất của Los Santos này, anh em có thể thấy không? Còn phía trước mặt chúng ta là 3 chiếc xe, một chiếc trong số đấy đâu có sẽ là lựa chọn của tôi. 44 mà số tử là đéo được. Số 8. Má, đi núi phải tâm linh anh em ạ. Rồi, chiếc này màu mè hoa lá hẹ chút xíu nhưng mà màu trắng kết hợp với màu đỏ, áo tôi đây mặc rất là thời trang. Đéo phải rồi, cái đéo gì đấy. Đau. Giáp
May mà ngồi lên chiếc 18 ngồi chiếc 44 thì tôi chết rồi. Chúng ta sẽ ghé lại biệt thự Playboy và kết thúc cái chuyến du lịch ngày hôm nay anh em nhé. Ngày nãy trời mưa chưa làm ăn được mẹ. Chưa chụp hình đi gái. Ở đây chúng ta không được chụp hình nhé. Cái đéo gì đây? Mẹ xe có dòng mà. Linh tài trợ chương trình này thôi. Okay buddy, there you go. Cất súng vào, đẹp trai như một quý ông nào. Chiếc xe hơi siêu xe đây mà. Lại cái em chân dài rồi. Mấy tụi này nó thù quá, thù áo vú hay gì á. Đến đây chụp hình selfie được rồi đấy. Đấy. Hey baby. Yeah. Mình lại một em không mặc cái gì. À đâu may quá mà em này có mặc đồ anh em ạ. May quá. Hello. Ôi qua điện thoại luôn anh em ạ. Rồi khi mà anh em vào đây thì cái cô gái sẽ lại từ từ lại rất là nhiều. Anh em đứng dưới cái dù hoặc là đứng hơi gần đây thì các em gái sẽ lại rất là nhiều. Từ từ tôi sẽ chọn cái địa điểm nào lý tưởng chút xíu để chúng ta chào tạm biệt nhau. Trong cái tựa game GTA phần thứ 7 cũng là phần cuối cùng này. Và ok thì tôi nghĩ là phần game offline GTA của ba nhân vật Trevor, Michael và Phan Linh tới đây là chấm dứt. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những stream lần sau. Đây là GTA và tôi có thể là sẽ chơi lại GTA bản offline anh em khuyên không? Nếu có cái gì mới, có gì mới tôi sẽ vào và cùng Trevor đi phượt tiếp. Ok. Rồi, bye bye, see you again. It's nap time, kids. Cái gì vậy bà nội?